quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh sắp chuyển về biệt thự 2 triệu đô. Nữ hoàng nội y hiện sở hữu cơ ngơi rộng hơn 600m², trị giá khoảng 50 tỷ đồng tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Trinh vừa chia sẻ hình ảnh ngôi nhà mới của cô, thiết kế rất ấn tượng. Ông bầu Vũ Khắc Tiệp, hàng xóm sát nhà Ngọc Trinh tiết lộ với báo, căn biệt thự có diện tích 639m², xây 4 tầng theo phong cách hiện đại, nằm trong khu nhà giàu ở quận 9, thành phố. Bầu Tiệp và Ngọc Trinh cùng xuống tiền mua nhà gần nhau từ tháng 5, 2018. Khi đi tìm mua nhà mới, chúng tôi đều thích chỗ này nên quyết định mua nhà cạnh nhau để về già vẫn có thể chuyện trò tâm sự. Chỉ không biết là chúng tôi có ở đó đến già hay sau này lại có duyên với nơi khác rồi chuyển chỗ nữa, Vũ Khắc Tiệp nói. Biệt thự trị giá 50 tỷ đồng của Ngọc Trinh. Biệt thự của Ngọc Trinh được xây theo tiến độ và mới hoàn tất phần xây thô từ tháng 8 năm nay. Giá nhà thô khi Ngọc Trinh mua là khoảng 1 triệu đô. Sau khi nhận nhà, nữ người mẫu đã thuê kiến trúc sư thiết kế và hoàn thiện nội thất theo phong cách sang trọng hiện đại. Để đảm bảo từng chi tiết trong căn nhà đều toát lên vẻ sang chảnh tinh tế, Ngọc Trinh đã đặt toàn bộ nội thất nhập khẩu từ nước ngoài, tổng chi phí đầu tư cho biệt thự khoảng 2 triệu đô la. Căn nhà thiết kế thoáng đãng, tầm nhìn rộng với nhiều ô cửa kính. Quanh nhà là hệ thống sân vườn cao cấp, trồng nhiều cây xanh, hoa cảnh và có cả hồ bơi riêng. Nữ hoàng nội y rất hài lòng khi sở hữu biệt thự phong cách nghỉ dưỡng ngay tại Sài Gòn. Ngọc Trinh dự định cuối năm nay sẽ dọn về cơ ngơi mới. Bầu Tiệp bực mí. Trước Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh, gia đình MC Thúy Hạnh đã tậu biệt thự màu trắng và an cư ở đây từ vài năm trước. Hiện Ngọc Trinh đang sống tại căn penthouse rộng 200m², giá khoảng 20 tỷ đồng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm, nữ hoàng nội y khá bận rộn. Cô là CEO một công ty kinh doanh mỹ phẩm, có shop thời trang riêng, đắc show chụp ảnh, quay quảng cáo và được mời tham dự nhiều sự kiện của làng giải trí. Vì vậy, dù mới đổ vỡ tình cảm với bạn trai đại gia, Ngọc Trinh không quá buồn. Sau một ngày đi uống rượu giải sầu với hội bạn thân, người đẹp đã lấy lại tinh thần quay lại với công việc. Cô vẫn chúc người cũ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc dù cả hai không còn chung lối.